Mít với bà nội chơi. Lì xích qua, xin lì xích qua. Bà ngoại Mít ơi. Cô bà, cô bà. Dạ, dạ. Dạ cô. Lý lý sẽ chân bên. Ông bà ngoại chơi. Sáng mai thăm bác Ba tốt đẹp. Sao mà thăm bác Ba tốt đẹp? Đúng rồi, con mất xem rồi. Mít. Mít ơi. Hello, Mít. Mít. Dạ. À, của Mờ Thanh đó hả? Của Mờ Thanh. Dạ. Tiếp coi nè. Ok. Từ từ nó đi kìa. Hả, con đi đâu đó? Con đi đâu đó? Cho con vô đây nha. Rồi. Rồi, em đi. Em bé ngủ nào, em bé ngủ nào, Văn Hùng, đâu đây? Mít. Hello. Nhìn ra. Hello. Cái từ ngữ nhỏ.
con gì nó kêu một cục con? Con gà kêu nào? Sáng nay là 10 giờ mới dậy. Thế à? Thế này cho cao. Nãy giờ nào? Nãy mũi à? Tại chỗ mũi à? Nãy hơi à? Chỗ mũi rồi à? Ối giời. Bắt đầu động tác gì đấy con? Nhiều sớm quá. Mẹ không cọc đấy à? 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 C